Dạ xin kính chào quý cô chú chị em. Hôm nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có về một bộ salon tay cuốn. Salon tay cuốn chất liệu cẩm lai. Xin mời quý cô chú tham khảo. Dạ. Dạ đầu tiên là shop sẽ giới thiệu là bộ này là gồm 6 món. Một cái băng ghế dài, hai cái ghế đơn, một cái bàn. Tất cả bộ này là 6 món ha. Đây là hai ghế đơn, một cái bàn và hai cái đôn, một cái băng ghế dài. Đầu tiên thì shop sẽ giới thiệu cái băng ghế dài cho quý cô chú xem nha. Đây là tổng thể của phía tựa lưng. Chất liệu là cẩm lai hết nha quý cô chú nha. Đây là cẩm lai luôn, những cái bông hồng này nè. Chất liệu là cẩm lai hết nha. Cẩm lai này có độ dày là 2 phân. Dày 2 phân. Và độ cao lên đây á là đến đỉnh là 18 nha. 18 nha quý cô chú, 2 phân 18. Chất liệu cẩm lai hết, từ cái những cái đố xương này là cẩm lai hết nha. Cái bàn này rất là giá trị nha quý cô chú nha. Dạ. Tiếp theo cái tựa quý shop sẽ giới thiệu cái tựa lưng thứ nhất. Tôi bằng cái dài đây nu nha. Đây là có lót nu nha quý cô chú. Có lót nu. Cẩm lai lót nu. Đây là những cái đường chỉ đục bằng đục cây nha quý cô chú nha. Cây nha. Để tạo cho cái ghế mình nó đẹp nha. Những hoa văn xung quanh. Cái tay. Tiếp theo là cái tựa số 2 của salon tay cuốn nha quý chú nha. Nói chung ba cái tựa này là giống nhau, tất cả là 5 tựa lận, hai ghế đơn nữa. Nói shop sẽ xin sơ lược để không mất thời gian của quý cô chú. Đó, một tấm cẩm lai nha quý chú nha, một tấm đặc luôn nha. Một tấm cẩm lai đặc. Tiếp theo cái tựa này, tựa lưng số 3. Xung quanh cũng viền xung quanh. Ở đây nu ha. Và cẩn cây nha. Kỹ thuật cẩn cây nha chú quý cô chú. Hai đường chỉ vàng và chỉ đen. Thì đa số là người ta dùng ngoài, dùng miền Trung á, tay nghề rất là cao, người ta hay, những nghệ nhân người ta hay đục đường chỉ cây nha quý cô chú. Cẩm lai hết. Cái cẩm lai này là 2 phân rưỡi nha, dày 2 phân rưỡi nha quý chú, rất là dày nha, cẩm lai hết. Tiếp theo là cái tay bên trái, tay cẩm lai bên trái, nó là 9 phân rưỡi nha quý cô chú nha, 9 phân rưỡi và 3 phân rưỡi. Chín phân rưỡi và 3 phân rưỡi nha quý chú nha. Đây chân đây, dàn chân đây. Cái chân rất đẹp nha, chân bằng cẩm lai nha quý cô chú nha. Cái chân cẩm lai luôn, tất cả cẩm lai luôn là 7 phân rưỡi nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái mặt. Shop sẽ giới thiệu cái mặt nha. Đó, cái mặt này cũng lên nu nha quý chú nha. Có một số nu đây. Mặt nguyên tấm. Mặt gõ đổ nguyên tấm nha quý chú nha.
cái độ cái nguyên cái tấm này là 2,5 phân nha. Đó, 2,5 phân nha cô chú thấy nu không ha? Cỏ đỏ lên nu rất đẹp nha. Đó. Cái ghế dài, băng ghế dài. Tiếp theo là cái tay bên phải. Bên đây 10 phân nha cô chú nha. 10 phân. Và 3,5 phân. Một khối cây nha quý cô chú nha, thấy không? Nguyên một khối cây đây. Nguyên một khối cẩm lai nha. Nguyên một khối cẩm lai nè, cuộn cẩm lai. Rất đẹp nha. Bề ngang 10. Bề dày là 3,5 phân. Dưới đây là tới người ta đục tay, quý cô chú thấy chỗ này 4 phân nè, gù ghề nè. Đục không có đều. Dày tới 4 phân. Đó, 4 phân nha. Quý cô chú thấy cái này to nha, 4 phân nha. Rất là dày ha, tay cuốn 4 phân. Dày 10 phân. Chân cẩm lai luôn nha quý cô chú nha. Chân cẩm lai luôn nè. 7,5 phân nè. Chân sau cẩm lai luôn. Bộ này cẩm lai rất là nhiều. Cái này sau lưng nha quý cô chú nha. Nào quý cô chú quay sơ lược phía sau nha. Cẩm lai hết nha quý cô chú nha. Từ cái đường chỉ nhỏ này cũng cẩm lai nè. Cái đường cẩn xung quanh này cẩm lai hết, đố đặc nha. Tổng thể cẩm lai hết, chân cẩm lai luôn. Cái bộ mà chân cẩm lai rất là ít có nha quý cô chú nha. Dạ. Tiếp theo, shop giới thiệu cái bàn. Đây là cái mặt bàn nha quý cô chú nha. Mặt bàn một tấm luôn. Nó có đường chỉ nha. Đây là diềm xung quanh cẩm lai hết. Chân cẩm lai luôn quý cô chú, đặc biệt. Cái chân này rất đẹp nha. Quý cô chú nào không hiểu không rõ thì alo trực tiếp tới shop. Quý cô chú nào ở gần đây thì đến xem hàng trực tiếp. Không hiểu không rõ alo gọi Zalo tại số màn hình mé tay phải để được shop tư vấn nha. Dạ xin cảm ơn, cẩm lai rất đẹp nha quý chú. Cẩm lai hết, cái diềm nhỏ cũng cẩm lai luôn. Diềm nhỏ, diềm lớn, chân cẩm lai hết. Cái chân rất đẹp nha. Cái dàn chân rất đẹp. Tiếp theo, ghế sẽ quay hai cái đơn, quay một cái cho quý cô chú tham khảo thôi. Tại thời gian không cho phép. Đây, shop sẽ giới thiệu. Cái tay bên trái, hai cái ghế đơn nha. Cũng 10 phân nha quý cô chú nha, cũng giống nhau hết, 10 phân, 4 phân. Rất là dày ha. Cái ghế mà nó có cái bề ngang 10 phân này nè, nhìn nó chắc chắn, cẩm lai hết. Mặt thì gõ ha. Đó. Mặt gõ. Mặt nguyên tấm. 2,5 phân luôn nha quý cô chú nha, 2,5 phân nha, nguyên tấm 2,5 phân. Dày 2,5 phân. Cẩm lai rất đẹp nè, 10 phân. 10 phân dày 4 phân. Chân cẩm luôn. Đó, sắp quay sơ lược chân cẩm cẩm lai ha. Tự nu nha quý cô chú. Dạ sau đây sắp xin nhắc lại cái bộ này gồm là 6 món. Đầy đủ bộ nha quý cô chú, 6 món chất liệu là cẩm lai, có tựa lưng một chút xíu nu, chân cẩm lai luôn nha quý cô chú. Mặt một tấm 2,5 phân gõ đỏ, mặt ngồi là rất là dày nha. Sếp xin báo giá cái bộ này là 16.500.000, bao ship là 17.500.000 nha quý cô chú. Cuối video clip, cảm ơn quý cô chú xem cái clip này. Kính chúc quý cô chú khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an.